Rồi chào mọi người nha. Mọi người có quen thuộc với hình ảnh này không ạ? À? Đây là chai rượu Chivas 18. Hôm nay mình sẽ trình bày cái nguồn gốc của tên Chivas cũng như là bí ẩn con số theo sau nó. Thì rượu Chivas được sản xuất bởi Chivas Brothers, thương hiệu thành lập vào năm 1801 bởi anh em nhà Chivas. Rượu Chivas Drago thuộc dòng rượu whisky đến từ Scotland, được sản xuất từ ngũ cốc cùng với lúa mạch bằng cách lên men và chân cất. Sau đó pha trộn với rượu whisky theo một công thức đặc biệt để tạo ra những loại rượu có hương vị khác nhau. Hiện nay, rượu Chivas vẫn đang giữ vững vị thế của mình với lượng hàng xuất khẩu qua hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chivas đã cho ra mắt thị trường nhiều dòng rượu khác nhau như Chivas 12, Chivas 15, Chivas 18, Chivas 21, Chivas 25, Chivas 32, Chivas 38, Chivas 62. Chivas 12 được pha trộn từ các loại rượu và whisky có độ trưởng thành ở trong thùng gỗ sồi ít nhất là 12 năm. Chivas 15 là sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại rượu whisky được ủ đủ 15 năm trong các thùng gỗ sồi. Chivas 18 có màu vàng hổ phách đậm, được tạo nên từ những hạt ngũ cốc và mạch nha ngon nhất, tốt nhất. Ngũ cốc và mạch nha sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ được tem đi lên men chân cất thành rượu, rồi ủ riêng biệt trong các thùng gỗ sồi ít nhất 18 năm. Chivas 21 ra đời để chào mừng lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 1953. Để tạo nên rượu Chivas 21 thượng hạng, người ta đã sử dụng các loại rượu whisky được chân cất trong các thùng gỗ sồi ít nhất 21 năm. Rượu Chivas 25 được tạo nên khi pha trộn các loại rượu whisky thượng hạng có tuổi trưởng thành ít nhất là 25 năm. Chivas 32 được sản xuất giới hạn và ra mắt thị trường vào năm 2016 để tôn vinh vị vua James VI. Vị vua đã thống nhất ba vương quốc hùng mạnh vào năm 1603 để tạo ra nước Anh như ngày nay. Nguyên liệu để tạo ra rượu Chivas 32 là các loại rượu whisky được ủ ít nhất là 32 năm. Chivas 38 còn có tên gọi khác là Stone of Destiny, hòn đá định mệnh, được đặt tên theo biểu tượng huyền thoại, niềm tự hào của người Scotland. Chivas 38 có thiết kế tinh xảo với cổ bình sứ nạm vàng 24 carat, được đặt trong hộp nhung đỏ tao nhã. Chivas 38 cũng là chai rượu đầu tiên có thiết kế ổ khóa trên hộp, nắp mở ra từ phía trên, được tạo nên từ các loại rượu whisky có tuổi ít nhất là 38 năm. Cuối cùng là Chivas 62. Chivas 62 có tên gọi đầy đủ là Royal Salute 62 Gun Salute, được dùng để kỷ niệm lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth. Royal Salute 62 Gun Salute có nghĩa là 62 phát đại bác thần công được bắn ra trong lễ kỷ niệm đăng quang của nữ hoàng. Chivas 62 được sản xuất từ các loại rượu whisky quý hiếm có độ tuổi trên 40 năm. Như vậy, các số 12, 15, 18, 21, 25, 32, 38 là số năm tối thiểu mà rượu whisky được ủ trong các thùng gỗ sồi. Nếu nhà mọi người có một chai rượu Chivas 18 thì dù 3 năm sau hay là 7 năm sau thì chai rượu đó vẫn chỉ là Chivas 18 chứ không phải là Chivas 21 hay Chivas 28. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Chào mọi người.